Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2024 từ thành phố Cần Thơ. Hôm nay ở bên Mỹ họ tổ chức April Fools Day, nghĩa là ngày cá tháng Tư, ngày hôm nay coi chừng bị người ta lừa, người ta chọc giỡn đó. Coi chừng người ta tung những tin này tin nọ mà mình không kiểm chứng thì mình có thể bị lừa ví dụ người ta tung tin là nước Mỹ là thành viên của ICC và nga cũng là thành viên của ICC nên nếu mà tổng thống Putin ra khỏi nước bây giờ coi chừng tổng thống Putin mà đến Việt Nam á, thì Việt Nam cũng là thành viên của ICC sẽ phải bị tòa án hình sự quốc tế yêu cầu bắt tổng thống Putin trao nộp cho tòa án hình sự quốc tế họ sẽ tung tin như vậy nên có chừng và vì như vậy nên chúng ta cần phải kiểm chứng cần kiểm chứng tòa án hình sự quốc tế tiếng anh họ gọi là icc gồm những thành phần nào việt nam có phải là thành viên của icc không mỹ có phải là thành viên của icc không Trung Quốc có phải là thành viên của ICC không? Và nhất là Nga có phải là thành viên của ICC không? Chuyện này quan trọng là vì chúng ta biết khoảng ngày 26 tháng 3 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng bây giờ giai đoạn này thì chúng ta đang có quyền chủ tịch nước thôi. Chủ tịch nước là ông võ văn thưởng đã từ chức rồi. thì tổng bí thư đã có một cuộc nói chuyện với tổng thống vladimir putin vì lúc đấy vì lúc đó tổng thống vladimir putin mới thắng cử cho những kỳ mới nên tổng tổng bí thư nguyễn phú trọng có mời tổng thống putin sang việt nam đây không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Putin được mời đến Việt Nam. Tổng thống Putin đã được mời đến Việt Nam và đã đến Việt Nam cách chính thức với tư cách làm người đứng đầu một nhà nước đến một nhà nước. Đó là vào năm 2001, lần thứ nhất. Lần thứ hai là vào năm 2006. Lần thứ ba là vào năm 2013. Cộng thêm một lần nữa đó là năm 2017, ông đến Việt Nam để tham dự APEC. Ít nhất là bốn lần như thế và lần này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời ông. Nếu ông đến thì với tư cách là nhà nước và nhà nước là lần thứ tư, nhưng đến Việt Nam là lần thứ năm vì đã từng tham dự APEC ở tại Việt Nam vào năm 2017. Thế Việt Nam và Nga đang sắp lịch, chưa có chốt lịch chuyến đi của Tổng thống Putin đến Việt Nam. Theo thông tin từ bên phía của Nga, sau khi mà Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, thì ông sẽ đi thăm một số quốc gia, trong đó ông sẽ đi thăm Trung Quốc. Và như chúng ta đã biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời ông đến Việt Nam thì cũng đang sắp lịch làm sao đến Việt Nam thì chuyến đi này có thể ông đi cả Trung Quốc và đến Việt Nam. Nhưng mà giờ phút này thì chưa có lịch chính xác. Do vậy, một số người nói chắc ông Putin không dám đi ra khỏi nước ngoài đâu. Vì ông đã bị tòa án hình sự quốc tế, tiếng Anh họ gọi là International Criminal Court đã ra trát tòa yêu cầu bắt ông mỗi khi ông ra khỏi nước ngoài thì những nước nào là thành viên của ICC phải giao người đó cho tòa án hình sự quốc tế. Bởi vậy chắc Tổng thống Putin không dám ra khỏi nước. Có dám ra khỏi nước hay không thì chúng ta phải hiểu sơ về vấn đề International Criminal Court, phạm vi của nó, chức năng của nó, Việc nó thực hiện ở mức độ nào? Nó có giống với tòa án công lý quốc tế hay không? Đó là tòa án International Court of Justice. Đầu tiên tôi xin nói tòa án hình sự quốc tế ICC khác với tòa án công lý quốc tế đó là ICJ. ICJ đó là để xử những tranh chấp có tính cách luôn hình sự đó giữa một quốc gia và một quốc gia. Như trường hợp mà Nam Phi nộp hồ sơ kiện Israel là một quốc gia ở tại Tòa Công lý Quốc tế vì họ cho rằng Israel đang thi hành một cuộc chiến có tính cách diệt chủng một dân tộc đó là dân tộc Palestine. Bên phía của Nam Phi thì bị bên phía Israel nói là không có thế đứng standing để mà kiện Israel ra tòa công lý quốc tế là tại vì chuyện này dính dáng đến Palestine mà Palestine không phải là một quốc gia và Israel đã không được sự notice tức là được cảnh báo trước bởi Nam Phi nên không có thể nào mà kiện Israel được ở tại tòa công lý quốc tế nhưng nam phi đã chứng minh là đã cho israel một sự thông báo đầy đủ nhất là israel đã chịu hồi đại sứ của nam phi khi mà bên phía nam phi cảnh báo israel là không thể nào mà có những hành vi diệt chủng như thế lên trên một dân tộc là dân tộc palestine thì chúng ta đã thấy palestine vì không có một thế đứng của một quốc gia Estate Standing ở trước Tòa Công lý Quốc tế nên Nam Phi đã ta nói là chưa thấy bất bình rút giao tương trợ nên đã đứng ra với tư cách là một quốc gia để kiện dùm cho Palestine và chuyện đó đã thành công Tòa án công lý quốc tế đã ra những phán quyết lên trên Israel đó là đừng có mà tiến hành mục tiêu diệt chủng lên trên một dân tộc đó là dân tộc Palestine và thứ năm vừa qua tòa công lý quốc tế cũng do nhờ Nam Phi can thiệp thì tòa đã ra lệnh cho Israel phải để cho các đoàn tông qua tiến vào giải Gaza cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine đang đói khổ nơi đó. Nên đó là tòa công lý quốc tế chỉ xử giữa quốc gia với quốc gia, không xử cá nhân với cá nhân, không xử những gì mà không phải là quốc gia. Phải là quốc gia nha, xin nhắc lại như vậy. Để những cái đầu mà chưa biết hay là chưa hiểu hoặc chưa chịu hiểu sự quan trọng của chữ quốc gia khác với chữ nước. Tôi xin nhắc lại, như thế đó, đối với tòa Công lý quốc tế chỉ quốc gia rất là quan trọng. Nhưng đối với Tòa án Hình sự quốc tế International Criminal Court thì chỉ xử sự, sự tội ác của các cá nhân ở tại Tòa án Liên Hợp Quốc. Các cá nhân, individuals. Tại sao? Sau đệ nhất thế chiến, vào năm 1919 họp ở tại Paris, họ gọi là cuộc họp hòa bình ở Paris, Paris Peace Conference. Vào năm 1999 thì người ta bàn đến việc thành lập một ủy ban, họ gọi là ủy ban về trách nhiệm để mà cứu xét những cá nhân phạm tội, tội ác khi mà có đệ nhất thế chiến. Nhưng lúc đó chưa có Liên Hiệp Quốc, chả có làm cái gì hết. Cho tới năm 1937, lúc đó mới thành lập Hội Quốc Liên League of Nations. Thì họ lại đưa đến suy nghĩ là làm thế nào để mà truy tố những con người mà đã phạm tội ác chiến tranh. Rồi sau đề nhị thế chiến, thì họ nhìn thấy rằng là cần phải có một tòa án để mà xét xử những người đã phạm tội ác chiến tranh như là Hitler, như là nhóm phát xít vân vân. Nhưng mà lúc đó Liên Hợp Quốc có nhiều việc chỉ có bàn thôi, chưa đưa đến một hành động cụ thể nào thì chưa thành lập được tòa án hình sự quốc tế. Mãi cho tới năm 1989, Thủ tướng của Trinidad và Tobago lại làm sống lại cái việc này và họ đề nghị bằng mọi giá phải thành lập được tòa án hình sự quốc tế thảo luận đi thảo luận lại nhất là thảo luận ở tại new york nhưng mà nước mỹ lúc đó không có đồng ý là thành lập tòa án hình sự quốc tế nếu mà đem các cá nhân ra xử đó thì nước mỹ e sợ nước mỹ binh sĩ của mỹ sẽ bị đưa ra tòa án hình sự quốc tế nhiều hơn ai hết vì nước Mỹ tham dự hầu hết các chiến tranh khắp nơi trên thế giới và binh sĩ của Mỹ đã thực hiện nhiều tội ác khắp nơi trên thế giới. Nếu mà nước Mỹ tham dự chuyện này thì coi chừng binh sĩ của Mỹ bị đưa ra tòa án hình sự quốc tế nhiều hơn ai hết. Cuối cùng thì vào ngày 17 tháng 7 năm 1998 có cuộc họp ở tại Rome, 127 quốc gia tham dự thì có 120 quốc gia biểu quyết là thành lập tòa án hình sự quốc tế và nhiều người cũng gọi đây là thỏa ước Rome. Và khi nói về thỏa ước Rome thì ai cũng hiểu là thỏa ước thành lập tòa án hình sự quốc tế. Khi ấy bỏ phiếu là 120 thành viên ở tổng số là 127 thành viên tham dự. Sau đó đó thì Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp vào ngày 9 tháng 12 năm 1999 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lúc ấy biểu quyết đồng ý là thỏa ước Rome thành lập tòa án hình sự quốc tế. Vậy là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm đó đã thông qua ý nghĩ thành lập tòa án hình sự quốc tế. Mãi cho tới 3 năm sau, Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2002, 60 quốc gia đã chuẩn nhận tham gia trở thành thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế và sau đó lần lượt cho tới bây giờ là khoảng chừng 120 mấy quốc gia tham gia trở thành thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. Như vậy cho tới nay đã có 124 quốc gia đã tham gia vào tòa án hình sự quốc tế nếu chia ra trên phương diện các lục địa thì có 33 quốc gia ở Phi Châu, 19 quốc gia ở Châu Á, Thái Bình Dương, 19 quốc gia ở tại Đông Âu, 28 quốc gia ở khu vực Nam Mỹ, đó là Latin America and Caribbean States, không? và 25 quốc gia là ở phía Tây Âu và một số nước khác. Tổng cộng là 124 quốc gia. Vậy thì Mỹ có tham gia hay không? Thưa không. Khi mà cuộc họp ở tại Rome vào năm 1998 quyết định thành lập tòa án hình sự quốc tế thì có 7 nước chống đối. Trong đó có hai nước là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Thứ nhất là nước Mỹ, thứ hai là Trung Quốc ngay từ đầu tiên. Mỹ và Trung Quốc không có đồng ý thành lập tòa án hình sự quốc tế năm 1998. Sau đó thì chúng ta thấy có Israel này, là thứ ba, này, Iraq là thứ tư nè, Libya là thứ năm nè, Qatar là thứ sáu nè, Yemen là thứ bảy. Những nước đó là những nước đầu tiên chống đối việc thành lập tòa án hình sự quốc tế và những nước đó không có tham gia vào trong tòa án hình sự quốc tế. Nước Nga có đồng ý tham gia vô tòa án hình sự quốc tế nhưng tới năm 2016 thì nước Nga đã rút lui khỏi tòa án hình sự quốc tế. Và đây là bản đồ để chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát trên thế giới. Màu xanh là màu thành viên của tòa án hình sự quốc tế. Màu vàng là màu chưa có chuẩn nhận bởi quốc hội của nước đó. Còn màu cam như nước Nga có tham gia. Có tham gia từ năm 2014 nhưng rút lui vào năm 2016 và như nước Mỹ tham gia thảo luận nhưng không ký vào. Cho nên là có tham gia nhưng rút lui. Đó là màu cam. Còn màu đỏ là những nước không là thành viên. Trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Đây là bản đồ. Đây là bản đồ trên toàn thế giới. Những nước tham gia vào trong ICC là những nước có màu xanh thí dụ như nước Úc, rồi thí dụ như Mongolia, Nhật Bản, Hàn, rồi ở Nam Mỹ thì hầu hết tất cả các quốc gia ở Nam Mỹ. Trung Mỹ thì có Mexico, Canada, ở Bắc Mỹ, ở Phi Châu thì có một số nước, nhất là Nam Phi. Rồi màu vàng á, là những nước chưa có duyệt được như một số nước ở phi châu chưa có duyệt được nước ai cập rồi chúng ta thấy màu vàng thì thái lan cũng chưa có duyệt được những nước mà đã suy nghĩ ký vào để vận động như nước mỹ nhưng đã rút lui và nước nga cũng rút lui khỏi icc nói chung là nước mỹ ngay từ lúc đầu cũng đã chống đối icc và những nước không tham gia vô icc là những nước có màu đỏ đó thì chúng ta thấy là có trung quốc có ấn độ và có cả việt nam có cả indonesia đó là những nước không tham gia với ICC. Đó là bản đồ các thành viên trên toàn thế giới tham gia vào trong tòa án hình sự ICC. Tòa án hình sự ICC chỉ có quyền ở trên những nước ký tham gia vào trong tòa án hình sự nước Nga không còn ở trong tòa án hình sự nữa thì tòa án hình sự không có quyền lên trên nước Nga. Nhưng mà tòa án hình sự đã ra trác tòa bắt Tổng thống Putin họ nại lý do vì Nga đã ký vào thỏa ước Rome đã tham gia vào trong tòa án hình sự năm 2014 và rút lui khỏi năm 2016 thời gian ngắn ngủi đó đã đủ cho tòa án hình sự quốc tế có thẩm quyền lên trên nga đó là lý luận cùn của các công tố viên ở tại tòa án hình sự quốc tế vì tòa án hình sự quốc tế chỉ có thẩm quyền lên trên các cá nhân mà quốc gia đó đã ký kết thỏa ước rùng không có thì thôi hoặc họ đã rút lui như Mỹ đã rút lui thì làm sao nói rằng có thể có tòa án hình sự ở lên trên các cá nhân của nước Mỹ. Nhưng mà ai cũng biết rằng tòa án hình sự quốc tế giàu rằng Mỹ không tham gia nhưng Mỹ đứng đằng sau suối bảy. Mỹ đứng đằng sau suối bảy thì chúng ta thấy họ mới ra trác tòa đối với Tổng thống Nga như một hình thức làm nhục Tổng thống Nga vì tổng thống nga đã mở chiến sự đặc biệt vào trong ukraine tổng thống nga đã được lời mời để tham dự ở tại nam phi vào năm ngoái có cuộc họp thượng đỉnh của brics khi ấy tổng thống của nam phi là ông sirin ramaphosa ông đã bị các đảng đối lập nói rằng nếu mà Tổng thống Putin đến nước Nga mà Nam Phi là một trong những nước thành viên đầu tiên của tòa án hình sự quốc tế mà không bắt giữ Tổng thống Putin để giao cho tòa án hình sự quốc tế thì các đảng đối lập làm loạn với Tổng thống Cyril Ramaphosa. Biết được tin này thì Tổng thống Putin muốn tránh cho những sự khó khăn của Tổng thống Shirin Ramaphosa, nên ông đã không tới Nam Phi tham dự thượng đỉnh BRICS. Ông chỉ họp qua trực tuyến mà thôi. Chúng ta cũng thấy ông đã đi tới nước Kyrgyzstan, là một nước không là thành viên của ICC thì tòa án hình sự quốc tế chả làm gì được hết vì các nước đó đâu có nhận lệnh từ tòa án hình sự quốc tế vì họ không có tham gia thì bây giờ đó ông dự trù đi những nước không là thành viên của tòa án hình sự quốc tế như là trung quốc như là việt nam thì tòa án hình sự quốc tế cũng chẳng làm gì được ông chúng ta cũng biết luôn là bên phía của hội nghị g20 tổng thống của brazil là nước chủ nhà để mời cuộc họp g20 ông uh, silvia de lula cũng hay được gọi tắt là ông lula không có gửi thiệp mời trực tiếp đến tổng thống putin thì chính tổng thống pháp ông emmanuel macron đã nói rằng nên gửi thiệp mời ngay cho tổng thống putin để sao để cho người ta biết được ông có đi ra khỏi nước ngoài được hay không. Brazil là một nước thành viên của Tòa án hình sự quốc tế. Tất cả các quốc gia ở Nam Mỹ đều là thành viên của Tòa án hình sự quốc tế, gồm luôn cả Trung Mỹ có Mexico. Đây là một việc đang tranh cãi đang diễn ra trên toàn thế giới về việc mà có nên mời tổng thống Putin tới tham dự g20 ở brazil hay không chuyện đó là một chuyện khác tôi sẽ nói sau nhưng hôm nay thấy là chuyện tổng thống putin có đến việt nam hay không thì chắc chắn sẽ đến tổng thống putin sẽ sắp lịch của tổng thống đến trung quốc và việt nam đó là một sự kiện chắc chắn nhưng bây giờ lịch chưa có sắp xếp được thì chưa biết ngày giờ đích xác Tổng thống Putin đến Trung Quốc và Việt Nam. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này thì rõ ràng tòa án hình sự quốc tế giàu rằng nước Mỹ không chịu tham gia nhưng nước Mỹ vẫn đứng đằng sau giật dây suối bẫy các đồng minh của nước Mỹ để kiếm chuyện với nước Nga. Nhưng mà Tổng thống Putin rất là vững vàng ông biết chỗ nào đi chỗ nào không đi ông biết những đồng minh của ông như là ở tại phi châu ở nam phi ông biết đồng minh của ông là tổng thống ramaphosa nhưng ông không có tạo sự khó khăn cho đồng minh để đồng minh bị những người đối lập chống đối còn những nước như việt nam coi nước nga coi tổng thống putin là người hùng thì chắc chắn họ sẽ đón tiếp Tổng thống Putin một cách long trọng, chứ không phải là kiểu của những nước theo sự giật dây của Mỹ và phương Tây. Việt Nam sẽ phối hợp đón tiếp Tổng thống Putin một cách như thế nào đó để đẹp mặt nước Nga, nhưng không làm bí mặt nước Ukraine. Và cũng không dạy gì mà gây sóng gió ồn ào với tòa án hình sự quốc tế đó chính là nguyên do tại sao mà lịch chưa có được sắp xếp một cách ổn thỏa chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau